Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây, hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 vào năm Tân Sửu 2021 nữ mạng chi tiết. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng vào năm Tân Sửu về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất tổng quan về tuổi mậu ngọ nữ mạng sinh năm 1978 vào năm tân sửu 2021 nữ mạng sinh năm 1978 tuổi mậu ngọ tức tuổi con ngựa thường gọi là cú nội chi mã tức ngựa trong chuồng mệnh hỏa thiên thượng hỏa nghĩa là lửa trên trời Mệnh Thiên Thượng Hỏa gặp năm Tân Sửu 2021 mệnh Bích Thượng Thổ. Hỏa sinh thổ không tốt. Địa chi Ngọ gặp Sửu lục hại không tốt. Thiên can Mậu gặp Tân bình thường. Sao chiếu mệnh sao Thái Bạch. Vận hạn hạn Thiên La. Vận niên Mã trúng đau. Thái Tuế năm Tân Sửu phạm Thái Tuế hạng thái tuế. Tam tai năm 2021, không phạm tam tai. Tuổi kim lâu năm 2021, phạm kim lâu, kim lâu lục súc. Hạng hoàng ốc năm 2021, không phạm hoàng ốc. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nữ mạng. Sao Thái Bạch hay còn gọi là kim tinh, là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống củ diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mệnh trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tánh mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi kim tinh là hung tinh của chủ về hung vận. Kim Tinh còn gọi là Triều Dương Tinh. Ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ. Thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gã đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy. Nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối thường xuyên gặp trở ngại không phát huy được hết năng lực của bản thân trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh gặp nhiều việc cần lưu tâm chú ý cẩn trọng với việc cho vay tiền vì phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mệnh thì cần phải cúng sao giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất là tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm vận hạn năm Tân Sửu 2021 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng. Nếu gặp thiên la, cảnh phòng ly cách phu thê, nhẫn nhịn để gia đình êm ấm, trở nên ghen tuông to tiếng, kẻo chuyện bé xé ra to, tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn vận niên khi gặp phải tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh quái kỳ. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu là góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Đường số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm. An toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng có một số sách khác ghi chép thêm khi gặp hạng thiên la vợ chồng thường mâu thuẫn bất hòa cãi vã gia đạo lục đục chắc trở thường xảy ra cãi vã ghen tuông lại qua tiếng lại khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách ly thân ly dị thế nên cả hai cần nhẫn nhịn thấu hiểu nhau như vậy mới được hạnh phúc hạng thiên la mò là một trong hệ thống tán hạng luân phiên theo năm đối với các tuổi nếu gặp năm hạng thiên la thì sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định thiên la được hiểu là lưới trời xét về sao thiên la trong môn tử vi đậu số sao thiên la luôn được an cố định tại cung đình cùng với địa võng sau này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp, nội quy, quy tắc ràng buộc con người khiến mọi người phải tuân thủ, chấp hành. Đối với sao thiên la này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua thường sẽ gây rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán, đã kích mạnh mẽ. Nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vận niên năm Tân Sửu của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng. Vận niên mã trúng đau là cảnh ngộ ngựa chiến bị thương. Nếu trong năm bản mệnh gặp vận này mà không biết kiềm chế thì dễ gặp thất bại, bản mệnh tốt nhất là mũ ni che tay không nên cạnh tranh với ai việc mình mình làm trong năm gặp vận niên này bản mệnh không nên xuất hành đi xa kỵ sông nước cầu phà công việc kinh doanh nên giữ nguyên như trước hạn chế đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới về cuối năm mọi việc sẽ tốt hơn Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nữ mạng trong năm Tân Sửu 2021 có phạm hạn Thái Tuế không? Trong năm 2021 có 5 con giáp tuổi, sửu mùi, thìn, ngọ, tuất sẽ phạm thái tế cụ thể. Tuổi sửu năm 2021, năm bản mệnh là năm tuổi. Tuổi sửu phạm trị thái tuế hay trực thái tế, vận trình gặp nhiều trở ngại sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi ngọ năm 2021, tuổi ngọ phạm hạn thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyên hợp tác làm ăn, đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản mệnh hay bạn bè, người thân, thiết gặp bệnh, tật, tai họa, dễ bị hiểu lầm, dẫn đến tổn thất lớn, bị kiện cáo. Tuổi mùi năm 2021, tuổi mùi Phạm Xuân Thái Tế, bản mệnh trong năm, làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi thân năm 2021 Tuổi thân phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân và các mối quan hệ xã hội. Tuổi tuất năm 2021 Tuổi tuất phạm hình thái tuế, Bản mệnh cần cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Như vậy, trong năm 2021, thì tuổi mậu ngọ sinh năm 1978, nữ mạng, phạm hạng thái tuế, hại thái tuế. Tuổi mậu ngọ sinh năm 1978, nữ mạng trong năm 2021, có phạm hạng tam tai không? Hạng tam tai chính là hạng của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số 3, thứ ba, còn tai nghĩa là tai họa, họa hạng. Và trong một đời người như vậy cứ 12 năm thì lặp lại hạng tam tai một lần, tức là cứ 12 năm là có 3 năm liên tiếp gặp hạng tam tai bản mệnh tuổi thân tý thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thình. bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất bản mệnh tuổi tỵ dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu bản mệnh hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ mùi bản mệnh tuổi mậu ngọ theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai nhâm thân quý dậu giáp tuất giáp thân bính dậu ất dậu bính thân đinh dậu mậu tuất mậu thân kỷ dậu canh tuất canh thân tân dậu và nhâm tuất như vậy năm 2021 tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 nữ mạng không phạm hạn tam tai tuổi mậu ngọ sinh năm 1971 nữ mạng trong năm tân sửu có phạm hạn tuổi kim lâu không tội kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng đó là kim lâu thân là kim lâu hại cho chính bản thân mình, thương hại. Này là hạn kim lâu nam, phạm tuổi người nam xem làm nhà làm ăn phải năm kim lâu. Kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho con cái trong nhà. Kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc. Nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, có khó nuôi vật gia súc. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì một 368 Thị Kim Lâu Tức lấy tuổi âm chia cho 9 số dư thuộc trong một bốn số trên thì Phạm Kim Lâu cụ thể dư 1 Phạm Kim Lâu Thân dư 3 Phạm Kim Lâu Thê dư 6 Phạm Kim Lâu Tử dư 8 Phạm Kim Lâu Lục Súc Ngoại trừ 8 không phạm kim lâu của tuổi tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy năm 2021, tuổi mậu ngọ sinh năm 1978, nữ mạng là 44 tuổi. Kim lâu, kim lâu lục súc. Tuổi mậu ngọ sinh năm 1978, nữ mạng trong năm 2021 có phạm hạn hoàng ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạng này có nghĩa là ngôi nhà bỏ hoang. Một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiên kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà vào đúng hạn cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay trục chặt, trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát. Sức khỏe quan hệ gia đình ngày càng có vấn đề theo hướng tiêu cực hạn hoàng ốc được chia thành sáu cung tất cả trong đó có ba cung tốt ba cung xấu cụ thể như sau nhất cát hay kiết cũng vậy tốt làm nhà tốt nay sẽ có trốn ăn trốn ở tốt mọi việc thanh thông thuận lợi nhất kiến an cư thông vạn sự nhị nghi tốt làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng giàu có, nhì nghi tấn, thất địa sinh tài. Tam địa sát xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật, tam sát nhân cho dài đắc mệnh. Tứ tấn tài tốt. Làm nhà tốt thì phúc lộc sẽ tới. Tứ tấn tài, chi phước lộc lai. Ngũ Thọ tử xấu. Tối nay làm nhà là phạm trong nhà sẽ chia rẽ, làm vào cảnh sinh ly tử biệt. Ngũ tử ly thân, phòng tử biệt. Lục hoang ốc xấu, tối nay làm nhà cũng phạm, khó làm ăn thành đạt được. Lục ốc tạo gia bất khả thành. Theo quan điểm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử, dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó đúc kết theo tính nhân gian người đời 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hoang ốc thọ tử và địa sát cách tính hạn hoang ốc đơn giản như sau lấy số chữ hàng chục cộng với số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư trường hợp số dư 1 nhất các dư 2 nhị ngư dư ba tam địa sát dư tứ là tứ tấn tai, dư năm ngũ thọ tử dư sáu lục hoàng ốc như vậy năm 2021 tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 nữ mạng 44 tuổi âm không phạm hạn hoàng ốc Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tuổi mậu ngọ nữ mạng sinh năm 1978 vào năm tân sửu 2021. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời, đừng quên đăng ký miễn phí kênh vẫn và vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.